Vinaphone hân hạnh tài trợ chương trình này. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Tiền Giang hân hạnh tài trợ chương trình này. Thưa quý vị và các bạn, mỗi một nhân vật mà chương trình Nâng Bước Đến Trường tìm đến đều gắn liền với một hoàn cảnh đặc biệt. Và hôm nay, ekip thực hiện chương trình Nâng Bước Đến Trường đang có mặt tại xã Tân Hưng của huyện Cái Bè, tìm hiểu về hoàn cảnh của em Quỳnh Thị Thu Hương, học sinh lớp 11A4 trường Trung học phổ thông Phạm Thành Trung. Và đứng cạnh Trọng Hiếu đây là cô giáo chủ nhiệm Quỳnh Thanh Trúc. Thưa cô, là cô giáo chủ nhiệm của em Quỳnh Thị Thu Hương, thì xin cô cho biết thêm về cái hoàn cảnh cũng như là cái quá trình học tập của em ạ. Kể từ khi tôi chủ nhiệm em Quỳnh Thị Thu Hương thì tôi nhận thấy cái hoàn cảnh của em rất là đặc biệt và đáng là thương tâm, gợi cho người ta chủ nhiệm người ta cũng cảm thấy xúc động. Đó là em mồ côi cha mẹ, sống hai chị em phải đùm bọc nương tựa với nhau trong một cái ngôi nhà rất là ọt ẹp. Và ở cạnh thì có ông bà nội, nhưng mà ông bà nội đã lớn tuổi. Em phải vượt một cái đoạn đường khá xa, khoảng hơn 10 cây số để đi đến trường. Nên tôi cảm thấy hơi đặc biệt và tôi có tìm hiểu. Quan tâm em thì thấy em có cái vẻ hoàn cảnh khó khăn nhưng mà em cũng rất là kiên cường. Em Quỳnh Thị Thu Hương và Quỳnh Phi Hùng ở xã Tân Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đã từng có một tuổi thơ đầm ấm bên gia đình. Thế nhưng bao nhiêu biến cố, bao nhiêu bất hạnh cứ liên tiếp xảy đến, khiến cho gia đình ấy phút chốc chỉ còn lại hai mảnh đời thơ dại, bơ vơ. Mẹ bỏ đi khi đứa em út vừa lẩm đẩm biết đi và Hương vừa lên chín. Những tưởng cái khoảng trống vắng tình mẹ nơi các em rồi cũng sẽ phần nào nguôi ngoai khi bên cạnh vẫn còn có cha hết lòng yêu thương đùm bọc. Nhưng rồi 2 năm sau, cha các em vì buồn rầu hoàn cảnh gia đình lâm bạo bệnh và đã qua đời. Hai cánh chim non chao đảo giữa trời mưa gió khi tổ ấm duy nhất đã không còn lành lặn, điểm tựa yêu thương duy nhất đã không còn. Hơn 10 năm qua, hai chị em Hương chỉ biết sống nhờ tình thương của ông bà nội, động viên nhau sống tốt hơn và tiếp tục việc học mà lúc còn sống, cha vẫn luôn mong mỏi ở các con của mình. Cha nó chết, mẹ nó bỏ, rồi cuộc sống nó cũng quá khó khăn, nhưng điều nói chung cũng có nhờ xã hội rồi cũng có giúp đỡ hỗ trợ như thế, rồi thì thanh ấy cũng cố gắng cho nó đeo đuổi học tập để nó có nghề nghiệp ổn định. Tôi với vợ tôi lớn tuổi mà với bệnh huyết áp với tim mạch hoài, mấy đứa con nó cho được bao nhiêu còn nhiêu cũng phụ chia cho cháu để cháu tiếp tục học. Mái tranh nghèo từ lâu trống vắng hình ảnh của một gia đình. Tình thân dành cho nhau là niềm tin, động lực duy nhất để Hương và em cố gắng bước tiếp chặng đường đời và nuôi dưỡng ước mơ học tập. Tuy không còn cha mẹ cận kề đôn đốc bảo ban, chưa một lần được biết đến học thêm, cũng chưa năm nào có một bộ sách giáo khoa đầy đủ để học, thế nhưng với nghị lực, Hương đã vượt qua khó khăn thử thách, đạt được những thành tích cao trong học tập. Nhiều năm học trên ghế nhà trường, em đều đạt danh hiệu học sinh khá giỏi của trường lớp. Lớn lên trong tuổi thơ nhiều nước mắt, người em trai Hùng càng thấu hiểu được hoàn cảnh gia đình, nỗi vất vả của chị, nên sau những buổi tan trường về là em phụ chị nấu cơm rửa chén, mong sao san sẻ gánh nặng phần nào trên đôi vai người chị mà suốt bao năm qua luôn dìu dắt che chở cho em. Cuộc sống lo được bữa nay nhịn bữa mai, bữa cơm nghèo đơn sơ với vài con cá con ốc là thành quả mà Hương phải dầm mình lặn ngụp hàng giờ dưới nước mới bắt được, lại ấm lòng trong niềm vui của hai chị em. 16 tuổi, cái tuổi hãy còn quá nhỏ để có thể đảm đương gánh vác gia đình. Vậy mà với Hương, em không chỉ là người chị lo lắng che chở cho em trai mà còn là trụ cột lo cho gia đình từ cái ăn cái mặc. Hằng ngày, một buổi tới trường, một buổi Hương cùng em rong ruổi trên những liếp ổi, liếp nhãn để bọc ổi, lột vỏ nhãn thuê để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống và đóng tiền học phí cho hai chị em.
mình xài cái khoản đó là chi phí cho hỗ trợ mồ côi đó. Em nhín ra cũng như là gạo thì cũng có nhiều lúc nội cho đỡ phần gạo. Còn ăn đồ thức ăn thì là em cũng nhín, không dám mua thịt mua cá nhiều, là chỉ là mua rau rồi luộc, rồi mua hột vịt, rồi mua mì để dành ăn khi đi học. Em sống thiếu tình thương của cha, của mẹ. Như vậy thì còn lo cho đứa em nhỏ nữa, rồi mình còn đi học nữa. Như vậy thì để mà lo toan cho cuộc sống thì hàng ngày sau đi học về thì em có làm những công việc gì thêm không? Dạ có, em mần theo mùa, cũng giống như vô mùa ổi thì em đi trồng ổi hay là trồng bọc ổi. Rồi tới mùa xài thì là em đi lột bọc xài. Còn thôi là tới mùa nhãn là em đi lạc lá nhãn phụ để kiếm tiền. Vậy thì cái khoản thu nhập của mình nó có cao không em? Dạ cũng không cao. Nếu mà làm ít thì người ta trả ít, còn nhiều người ta thương là người ta trả nhiều cho mình. Đi học về rồi tự mình làm, rồi không có ai để mình chia sẻ với mình những cái lúc đó thì em suy nghĩ như thế nào? Dạ em buồn lắm. Tại em thấy mấy bạn có cha có mẹ. Tại em học ra đã có cha mẹ rước tới chỗ, còn em không có ai hết trơn, về một mình về. Rồi về tự nấu cơm nuôi em. Rồi có nhiều lúc em nghe tan ra, em nghe mấy bạn kêu ba ơi mẹ ơi mà em tuổi. Em thấy cái tiếng nó làm như nó quen thuộc với mấy bạn mà xa xa đã với em. Nhiều lúc em thèm khát, em muốn kêu được tiếng ba ơi mẹ ơi. Mà bây giờ còn đâu, không còn ai hết. Để tiếp tục đi học, tiếp tục với bao ước mơ trong tương lai, đó là niềm vui, nhưng cũng là nỗi trăn trở khó bày tỏ với cô học trò Thu Hương. Bởi bao lo toan cho cuộc sống hàng ngày, chi phí cho từng bước đường học tập của em, cùng đứa em còn thơ dại, ngày một lớn dần. Đời nghèo lận đận trong cuộc hành trình tìm kiếm tương lai. Mỗi buổi tới trường là một thành quả trải biết bao nỗi cực nhọc, nhưng với Hương, không vì thế mà em xa dần ước mơ học tập. Quyết tâm thi vào ngành sư phạm, em biết rằng mình phải cố gắng thật nhiều mới thực hiện được ước mơ đó. Dạ, tại em muốn thi vô trường sư phạm là cũng tại em nghe thầy cô chú rồi nói là nếu đậu vô trong trường đó thì chi phí học nó sẽ ít hơn các ngành khác. Rồi em cũng muốn thi vô lựa những cái trường mà có cái chút xá mình ở cũng đỡ một phần tiền nhà trọ. Em cũng tính là sau này nếu mà là sinh viên thì em sẽ đi làm thêm, xin đi làm thêm để góp một chút phần chi phí cho cuộc sống nó đỡ hơn. Nếu mà được đi học như vậy thì chắc em gửi em ở nhà cho nội và cô chú trông giùm. Nhưng mà cũng lo nhiều, tại nó cũng chưa ý thức được việc học. Mà bỏ nó như vậy thì em cũng biết sau này nó học sao nữa. Chỉ là em mong là nó có ý thức học tập để học tốt con đường học tập sau này để tốt cho tương lai của nó. Dường như cuộc sống đã đặt ra quá nhiều thử thách đối với cô học trò Thu Hương. Nhưng bằng niềm tin nghị lực, em tin rằng dẫu cay đắng khổ cực rồi cũng sẽ có ngày cho quả ngọt. Trước tiên thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Tê Quang Hồng, đại diện Viễn thông Tiền Giang sẽ có những số học bổng gửi đến cho Thu Hương. Trân trọng kính mời ông. Kính thưa quý vị và các bạn, đây là một số học bổng trị giá 5 triệu đồng đến từ Viễn thông Tiền Giang. Một số học bổng trị giá 2 triệu đồng đến từ doanh nghiệp tư nhân Khoa Quyên thành phố Mỹ Tho và một số học bổng trị giá 2 triệu đồng đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Phú Châu Thành Tiền Giang do ông Lê Quang Hồng, đại diện Viễn thông Tiền Giang trao tặng cho Thu Hương. Phải nói là cái không khí yên lặng của tất cả các em học sinh rất là làm cho tôi xúc động khi chứng kiến cái hoàn cảnh của Thu Hương. Phải nói rằng như cô giáo chủ nhiệm đã chia sẻ, em rất kiên cường, mồ côi cha. Những cái chia sẻ của em làm cho chúng tôi thật sự xúc động. Và những cái điều chia sẻ của em cũng làm cho chúng tôi tự tin rằng em sẽ vượt qua được những cái khó khăn, những cái nghịch cảnh và thực hiện được cái ước mơ của mình. Tiếp theo thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời bà Lê Thị Ngọc Thắm, Phó Giám đốc Ngân hàng BIDV Tiền Giang sẽ có một số học bổng gửi đến cho Thu Hương. Trân trọng kính mời bà.
trong cái điều kiện hết sức khó khăn, nhưng tôi cũng rất là cảm kích trước cái tinh thần vượt khó của em. Và mong rằng là dù cái hoàn cảnh khó khăn thế nào thì Thu Hương cũng cố gắng trút cái mọi cái mặc cảm và có niềm tin trong cuộc sống. Bởi vì chung quanh đây thì cũng có không chỉ là thầy cô, bạn bè và tất cả các cơ quan đoàn thể cũng luôn cái quan tâm đến những cái hoàn cảnh mà khó khăn như là Thu Hương. Tiếp theo chúng tôi xin được trân trọng kính mời Đại đức Thích Quang Lộc, Phó Ban Trị sự Phật giáo thành phố Mỹ Tho và ông Trần Phước Lộc, Quý viên thường trú Hội Từ thiện thành phố Mỹ Tho sẽ có những suất học bổng gửi đến cho Thu Hương. Trân trọng kính mời. Thưa quý vị, lẽ ra cái tuổi của hai em thì phải được hưởng một cái quyền thiêng liêng nhất là được chăm sóc cha mẹ để mà hồn nhiên cấp sách đến trường. Nhưng cái chỗ dựa lớn nhất là hình ảnh người cha đã vĩnh viễn không còn ở em Thu Hương nữa. Lại tiếp tục là vòng tay ấm áp nhất của người mẹ cũng đã lần lượt rời xa. Hai chị em như hai cánh chim non bạc gió. Điều này làm cho chúng tôi vô cùng xúc cảm. Và hôm nay đến đây, một phần học bổng trị giá 5 triệu đồng của Chùa Trường Sanh, thầy xin trao cho con. Và cái học bổng thứ hai là của công ty Thuyền Vàng, cũng là Phật tử của Chùa Trường Sanh. Đây là học bổng của Hội Từ Thiện thành phố Mỹ Tho trị giá 1 triệu đồng trao cho Thu Hương. Thầy mong Thu Hương sẽ cố gắng và cố gắng thật nhiều. Với mọi hoàn cảnh dù khó khăn như thế nào cũng đừng bao giờ bỏ học. Tiếp theo chúng tôi xin được trân trọng kính mời cô Đồng Thị Bạch Tuyết, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Tiền Giang, xin được trân trọng kính mời Hội Khuyến học huyện Cái Bè, Hội Khuyến học nhà trường, ban giám hiệu, quý thầy cô và các học sinh. Nếu chúng ta có những phần quà gửi đến cho Thu Hương thì trân trọng kính mời lên sân khấu trao cho Thu Hương. Ở Thu Hương, tôi bắt gặp một nghị lực kiên cường như chúng ta vừa khẳng định. Mong rằng với nghị lực của em sẽ vượt qua hoàn cảnh. Bắt đầu từ tháng sau, tức là tháng 6, Hội Khuyến học tỉnh Tiền Giang sẽ xin được hỗ trợ phần gạo, một chút cái thực phẩm trong những bữa cơm hàng ngày cho em Thu Hương. Và chúng tôi cũng sẽ theo dõi tiếp bước đi của hai em. Kính thưa quý vị và các bạn, tiếp theo thì Đăng Hiếu xin được phép chuyển các số tiền đến từ các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đến cho Thu Hương. Tổng giá trị các phần tiền là 1 triệu đồng, đề nghị chúng ta hoan nghênh chung ạ. Kính thưa quý vị và các bạn, tiếp theo thì Đại đức Thích Minh Chánh, trụ trì chùa Thanh Trước, thị xã Gò Công và ông Trần Phước Lộc, Quý viên thường trụ Hội Từ thiện thành phố Mỹ Tho sẽ trao 10 suất học bổng cho các học sinh vượt khó học tốt. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi suất học bổng trị giá là 500.000 đồng. Kính thưa quý vị và các bạn, sau đây thì cô Đồng Thị Bạch Tuyết, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Tiền Giang và ông Đỗ Minh Tiến, đại diện Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Tiền Giang sẽ trao 10 số học bổng cho 10 em học sinh nghèo vừa có học tốt trên địa bàn huyện Cái Bè. Mỗi số học bổng trị giá 500.000 đồng, được sự hỗ trợ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang. Bạn Ngô Ngọc Diễm Xuân lớp 11A3. Hai bạn Lê Thị Minh Tuyền lớp 10A12. Mười chín, bạn Nguyễn Thị Mỹ Giàu lớp 10A9. Bạn Trần Thị Tú Như lớp 11A4.
Và chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời ông Võ Anh Sơn, giám đốc trung tâm viễn thông Cái Bè, sẽ lên trao các phần quà may mắn cho các em. Trân trọng kính mời ông. Kính thưa quý vị và các bạn, buổi lễ trao bổng cho em Quỳnh Thị Thu Hương, học sinh lớp 11A4 ở trường Trung học Phổ thông Phạm Thành Trung, huyện Cái Bè đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện của tất cả mọi người. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.